Herbalife Việt Nam đồng hành cùng VOC tổ chức lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games lần thứ 32 tổ chức tại Campuchia từ ngày 5 cho đến ngày 17 tháng 5 năm 2023 với hơn 1.000 vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ đoàn. Theo đó, Herbalife Việt Nam sẽ hỗ trợ tư vấn về dinh dưỡng cũng như cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao trong suốt giai đoạn diễn ra đại hội cho các vận động viên xuất sắc của Việt Nam nhằm giúp họ tăng cường năng lượng và nâng cao thể lực để đạt được kết quả thi đấu tốt nhất. Cái buổi lễ xuất quân cho đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games kỳ này nó là một trong những cái sự kiện có thể nói là rất là ý nghĩa để chúng ta có được một cái khởi đầu tốt, một cái xuất phát tốt cho đoàn thể thao Việt Nam đạt được thành tích cao kỳ SEA Games lần này. Không những là tập trung cho cái việc mà các vận động viên đỉnh cao để tham dự các sự kiện thể thao quốc tế mà còn luôn đồng hành cùng bán biết Việt Nam trong cái việc mà tổ chức những gọi là sự kiện chương trình là ngày Olympic cũng như là các khóa học và các cái hoạt động của Ban Bích Việt Nam. Herbalife Việt Nam cũng sẽ đồng hành cùng đoàn thể thao Việt Nam để động viên và trao thưởng nóng cho tất cả các vận động viên xuất sắc đạt huy chương vàng tại kỳ SEA Games lần này.